Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Que đây. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chuyên mục e-review nhà nha. Và hôm nay mình có hai căn nhà đến từ Việt Nam luôn. Và đây là intro của chủ nhà. Mọi người muốn qua xem thì mọi người có thể kết bạn và qua đây xem nha. Đây là căn nhà đầu tiên nè. Và trước mặt mình sẽ là một cái khu vực ngoài sân vườn ha. Có chỗ để xe đạp và mấy cái chỗ trồng cây đồ này nọ nè. Có cả một cái lò nướng bánh nữa. Bước lên bậc thang ở phía trên đây sẽ là phòng khách nha. Phòng khách thì chúng ta có là những cái kệ sách, một cái ghế sofa để ngồi và một cái lò sưởi bự ơi là bự luôn. Và phía trong đây thì sẽ là một cái khu bếp nha. Khu bếp thì cũng khá là rộng rãi. Ngôi nhà này thì giống như những ngôi nhà ngày xưa vậy á mọi người. Và phía trong này thì sẽ có một cái nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm nè. Quá là rộng rãi luôn. Ngôi nhà này thì được xây trong căn nhà 36.000 tiền sạc nhà container nha. Trời, tôi tưởng mở lên là sẽ có một cái view nhìn ra cửa sổ cha. Và kế bên nhà tắm sẽ là một cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ thì ở đây có thêm một cái ghế để ngồi xem phim luôn. Bên trong thì sẽ là giường. Cái này là bàn trang điểm, à không, một cái gương với là cái tủ thay đồ ha. Có cả một cái tủ lạnh trong phòng ngủ nữa, quá là đã luôn. Và ở phía bên này thì còn có thêm một cái ghế sofa nữa. Nhưng mà cái này là chắc là kiểu để ngồi dưới đất á. Mình thấy có một cái thảm lông nữa nè. Rồi bên đây sẽ là một cái view ngắm ra ngoài cửa sổ. Ý trời đang mưa nè, mình ngồi được lên đây luôn, quá là mát mẻ. Và cuối cùng đó chính là ở phía trên lầu này. Ở phía trên lầu này, theo như chủ nhà nói thì đây là một căn phòng để mình có thể thư giãn nè. Một là có thể ngồi đây để vẽ vời hoặc là đọc sách, chế thuốc, phép thuật gì đó. Còn không thì mình có thể qua phía bên này. Phía bên này thì có một cái bồn massage luôn. Và đó cũng là căn nhà đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Mọi người thấy có đẹp không nè? Bây giờ mình sẽ qua căn nhà thứ hai nha. Ngôi nhà thứ hai này thì sẽ mang hơi hướng hiện đại hơn một xíu nha. Và đây cũng là intro của chủ nhà, mọi người có thể qua xem nha. Mới vào thì đập vào mắt mình đó chính là một cái thang máy quá là xịn sò luôn. Phía bên này sẽ có là một cái phòng khách. À, bạn ấy có lắp đèn và mấy cái khe lấp lánh này nữa nè, nhìn nó rất là dễ thương luôn. Cái đó là cái thảm bay sắc cầu vồng, thảm mà để mọi người hay trải làm quán bar. Nó sẽ chớp nháy như thế này nha. Và kế bên đây sẽ là một cái phòng này là phòng trà hết á.
có một cái view nhìn ra ngoài sân vườn rất là nhiều cây, nhìn nó rất là mát mẻ luôn á. Cái bên đó thì mình có một cái không gian để thư giãn, là một cái nó giống như một cái ban công, một cái hành lang chứ, có hai cây đèn nè, rồi có chỗ cho thú cưng nữa. Và phía bên trong đó thì sẽ là phòng ngủ nha, mình sẽ vào cho mọi người xem luôn nè. Ở phòng ngủ này thì bây giờ tôi phải bước lên trên đây. Phía trên đây thì sẽ có là giường ngủ, bàn học. Và ở đây có thêm một cái tivi rất là bự nữa nè. Và ở phía bên kia, hồi nãy mình tưởng là một cái căn phòng, một cái phòng mà chia làm hai, nhưng mà không phải, ở đây chỉ có cái tủ đồ thôi nha. Chứ tôi cũng nhớ lại cái phòng này nhỏ lắm, làm sao mà chia đôi được ha. Và đây sẽ là căn nhà rừng rậm, căn nhà mới trong game nha. Mọi người có thể tham khảo thêm một cái decor như thế này nè, nó cũng khá là ok á. Và cái phòng kế bên thì bạn ấy sẽ tận dụng làm phòng bếp cũng như là nhà vệ sinh nha. Vì là ngôi nhà cũng khá nhỏ nên là mọi không gian ở trong đây đều cảm thấy rất là ấm cúng nè, các bạn rất là dễ thương luôn. Và cuối cùng đó chính là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở phía trong này thì khá là rộng rãi, được chia làm rất là nhiều khu vực nè. Thấy khối trời cây bạn ấy đang trồng luôn nè. Phía bên này sẽ được chia làm hai, đó chính là phòng tắm cũng như là toilet nè. Và có cả ghế ra ngoài sân vườn của mấy cái cây hồi nãy nữa. Và đó cũng là tổng quan buổi review ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye. Love you, love you.